Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu, học tập làm theo lời Bác. Trong đó có rất nhiều cô giáo, thầy giáo đã không quản ngại khó khăn đến với giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô giáo Sầm Thị Bẫy, giáo viên trường mầm non xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, là một trong những tấm gương điển hình như vậy. Bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, những năm qua, cô Mỹ không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dạy trẻ, mà cô còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, thiết thực, áp dụng hiệu quả vào thực tế, đã góp phần không nhỏ giúp cho học sinh vùng cao mạnh dạn, tự tin hơn khi được phát triển một cách toàn diện. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thôn Làm Tát, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, chứng kiến cuộc sống của bà con nhân dân quê hương mình còn nhiều khó khăn vất vả, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô giáo Sầm Thị Mỹ đã nuôi ước mơ được trở thành cô giáo. Hơn ai hết, cô hiểu rằng khi những đứa trẻ được chăm sóc tận tình, chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ sẽ phần nào giúp cho bà con nhân dân yên tâm gắn bó với ruộng nương, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với mong muốn như vậy, năm 2012, cô giáo Sầm Thị Mỹ đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chuyên ngành sư phạm mầm non. Sau khi ra trường, cô được phân công về giảng dạy tại trường mầm non xã Bản Cái, huyện Bắc Hà. Mặc dù đã nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao, với con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Sầm Thị Mỹ đã khắc phục mọi trở ngại để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Cháu là người dân tộc này, các cháu chưa biết được tiếng phổ thông ạ, tiếng Việt, và các cháu còn vốn từ của các cháu còn ít, nhận thức của các cháu còn chậm. Vì vậy chúng tôi dạy các cháu thường xuyên, dạy các cháu về nói tiếng Việt nhiều ạ, và dạy các cháu ở mọi lúc mọi nơi ạ. Tôi là một cô giáo người dân tộc Dao, cho nên việc dạy các cháu tôi thấy thuận lợi hơn so với các cô giáo người Kinh ạ. Bởi vì tôi biết nói tiếng Dao, khi các cháu những gì các cháu không hiểu tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Dao, sau đó tôi dịch lại tiếng Việt cho các cháu dễ hiểu ạ. Làm giáo viên đã vất vả, song là giáo viên mầm non lại càng vất vả gấp bội khi phải dành phần lớn thời gian cho công việc chăm sóc trẻ. Một ngày làm việc của cô Mỹ bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, thậm chí còn muộn hơn khi bố mẹ trẻ bận làm nương về muộn chưa kịp đón. Bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Mỹ không quản ngại khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh, dạy, chăm sóc trẻ từ những việc nhỏ nhất, đảm bảo từ bữa ăn đến giấc ngủ để học sinh được phát triển khỏe mạnh. Nhiều năm liền đảm nhận nhiệm vụ đón trẻ ở lớp mẫu giáo bé, với các bạn nhỏ lần đầu tiên phải xa nhà, xa bố mẹ, còn quấy khóc nhiều. Thế nhưng cô Mỹ luôn nhẫn nại, dịu dàng, ân cần đón, dỗ dành từng em học sinh đến khi quen lớp, quen trường. Bởi vậy cô Sầm Thị Mỹ không những được các con yêu quý coi như người mẹ thứ hai, mà các phụ huynh ai cũng đều cảm thấy yên tâm khi trao gửi cho cô con cháu của mình. Cô Mỹ là một người rất yêu trẻ và hiền lành ạ. Sáng thì chúng tôi đưa con đi thì cô đã đứng đợi cổng và đón trẻ. Và con khóc thì cô bế về lớp ạ. Các con ở đây thì cô Mỹ chăm sóc các con rất là tốt, chăm sóc cho các con ăn và các con ngủ. Nên tôi rất yên tâm cho các con, gửi các con ở đây cho cô Mỹ chăm sóc. Trường chúng tôi 100% là người học sinh là người dân tộc thiểu số ạ, là người dân tộc Dao. Bởi vậy trường chúng tôi đã dùng dạy phương pháp lấy trẻ làm trung tâm cho các trẻ được trải nghiệm, khám phá, tìm tòi. Bởi vì các cháu là đến trường các cháu vẫn còn rụt rè, nhút nhát, chưa tự tin, cho nên chúng tôi cho các cháu để trải nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng của mình ạ. Bên cạnh đấy còn tổ chức cho các cháu chơi các trò chơi dân gian ạ, để cho các cháu biết được đặc sắc của cái trò chơi dân gian đó ạ. Qua đó giúp các cháu sẽ mạnh dạn hơn ạ và đỡ nhút nhát hơn ạ. Vừa đảm nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc trẻ, cô giáo Sầm Thị Mỹ còn là giáo viên gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và dành tình yêu, niềm say mê đặc biệt với nghiên cứu sáng tạo. Từ thực tế cuộc sống hàng ngày, cô Mỹ đã mày mò tự làm các mô hình phục vụ cho hoạt động học tập, trải nghiệm của học sinh trong nhà trường. Trong đó tiêu biểu phải kể đến mô hình Bản sắc của em, được cô Sầm Thị Mỹ hoàn thành từ ý tưởng đưa cuộc sống sinh hoạt,
bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của người Dao Đỏ vào quá trình thực hiện. Sử dụng chất liệu là tre, nứa, xốp và rơm rạ, cô Mới đã mô phỏng lên những hình ảnh gắn bó với nhân dân bản cái suốt bao năm nay. Đó là ngôi nhà sàn xinh xắn bên nguồn nước, những thửa ruộng bậc thang ngập sắc vàng, hình ảnh nhà máy thủy điện, những cánh rừng bạt ngàn màu xanh của quế, hình ảnh người dân đang ươm, trồng, thu bóc vỏ quế. Qua đó giúp cho con trẻ thêm yêu, thêm quý quê hương mình và có ý thức gìn giữ, phát triển những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đối với tôi là một cô giáo người dân tộc Dao ạ, bởi vì tôi cũng là sinh ra và lớn lên trong địa phương, trong quê hương, cho nên là tôi nghĩ ra làm bản sắc quê em là rất là thiết thực đối với học sinh trường em ạ, nơi em công tác. Đó là các cháu cũng được sinh ra từ vùng quê, vì vậy tôi làm những mô hình này để cho các cháu được trải nghiệm, khám phá, tìm tòi ạ. Cái mô hình này tôi làm rất là mất rất nhiều thời gian ạ. Để làm được cái mô hình này để cho các cháu học tập, để các cháu khám phá, để cho các cháu biết được nhiều điều thú vị hơn, biết được về bản sắc của mình nhiều hơn. Năm học 2018-2019, trường mầm non xã Bản Cái đón 116 trẻ ở một điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ với 5 lớp học. Trong đó có 2 lớp ghép 4 đến 5 tuổi, 2 lớp ghép 3 đến 4 tuổi và 1 lớp ghép 2, 3, 4, 5 tuổi. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ đề năm học vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương, văn hóa, chất lượng, giáo dục thực chất, cô giáo Sầm Thị Mỡi và các đồng nghiệp luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng có hiệu quả phương pháp giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua các phương pháp dạy học, khám phá, đóng vai, trò chơi, dạy học trải nghiệm hay phương pháp giúp trẻ kích thích trí não, đã thúc đẩy tính tư duy, sự tích cực của trẻ trong mọi hoạt động học tập, trải nghiệm, vui chơi. Trẻ biết học cá nhân, học chia nhóm và tự phân công trao đổi thông tin với nhau, chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với nhau để cùng tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Từ đó giúp cho trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong tất cả các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Với nhiều đóng góp tích cực trong quá trình dạy và học, cũng như nâng cao năng lực, chất lượng học sinh nhiều năm liền, cô giáo Sầm Thị Mỡi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện. Từ năm 2015 thì mình về công tác ở trường Bản Cái này thì cô cũng là giáo viên mới của trường. Nhưng mà thực ra thì trong những năm đấy thì cô cũng có là rất nhiều cái thành tích. Nói chung là năm nào cô cũng đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Và khi mà tham gia các cuộc thi như đồ dùng đồ chơi ở trường ấy thì cô cũng đạt giải cũng rất là cao, cũng đạt giải nhất, giải nhì trong những cái cuộc thi của nhà trường tổ chức ấy. Khi mà cô là người địa phương đứng lớp ấy, thì cô cũng được gọi là sự ủng hộ rất là nhiệt tình của phụ huynh với lại của nhân dân ở địa phương này. Và học sinh thì cũng rất là lắng nghe lời. Về cái phương pháp dạy học thì cô ấy cũng thường xuyên là học hỏi và tìm tòi và những xây dựng những cái mô hình và những cái có những cái sáng kiến ấy để mà áp dụng vào những cái hoạt động học của cháu. Để khi mà tham gia dạy giỏi cấp huyện của trường thì cô xây dựng nên những cái mô hình để mà khi mà kể chuyện cho trẻ nghe hoặc là dạy cho trẻ đọc thơ cái gì đấy thì cô cũng là rất là sáng tạo trong những các mô hình đó. Để được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2020, thầy và trò trường mầm non xã Bản Cái đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện xã hội hóa xây dựng trường lớp khang trang, xanh sạch đẹp. Đặc biệt những tấm gương nhà giáo yêu nghề, mến trẻ như cô giáo Sầm Thị Mỡi chính là những nhân tố có đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Qua đó một lần nữa khẳng định vai trò, trí tuệ của đội ngũ nhà giáo vùng cao Lào Cai trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của giáo dục địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.